Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn, rất vui khi trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn cho chuyên mục chăm sóc sức đẹp, chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nước gạo lứt gan trị mụn. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua hai phần chính. Thứ nhất là những tác dụng mà nước gạo lứt gan mang đến cho cơ thể của bạn như thế nào. Và thứ hai đó chính là nước gạo lứt gan có tác dụng điều trị mụn hay không. Nếu như bạn đang quan tâm về vấn đề điều trị mụn cùng với nước gạo lứt gan thì hôm nay hãy đồng hành cùng Trang qua video chia sẻ ngày hôm nay. Thì gạo lứt thì ai cũng biết đến rồi đúng không ạ? Trà gạo lứt bạn có từng sử dụng qua chưa? Thì chúng ta chỉ cần sử dụng gạo lứt vo sạch và bạn gang lên và chúng ta sẽ cất vào một lọ thủy tinh để bảo quản ở nơi thoáng mát và để chúng ta sẽ sử dụng đó để làm trà và uống dần. Thì sẽ mang đến những hiệu quả tích cực cho việc chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc sức khỏe của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ điểm danh qua một số những tác dụng của nước gạo lứt dành cho sức khỏe của các bạn như thế nào. Thì đầu tiên là nước gạo lứt gan cực kỳ tốt cho người tiểu đường. Bởi vì sao? Bởi vì nước gạo lứt gan nó sẽ có một thành phần chống oxy hóa cực kỳ tốt, giúp cho bạn ổn định được cái hàm lượng glucose trong máu, giúp cho bạn kiểm soát được cái hàm lượng đường trong máu và tốt cho những bệnh nhân tiểu đường. Bên cạnh đó nó còn kích thích chuyển hóa glucose trong cơ thể cho nên cực kỳ tốt. Những người bệnh tiểu đường có thể sử dụng gạo lứt gan để uống nước thay trà bạn nhé. Những người bị tim mạch hoặc là mỡ máu hoàn toàn có thể sử dụng nước gạo lứt gan cực kỳ tốt. Tốt cho cái đường tiêu hóa của các bạn bởi vì rất giàu chất xơ từ nước gạo lứt gan cũng như những vitamin và khoáng chất cực kỳ tốt cho cơ thể, đặc biệt là những bệnh nhân đau dạ dày thì chúng ta nên sử dụng nước gạo lứt gan bởi vì nó sẽ giúp ổn định lại cái dạ dày của bạn và hỗ trợ trong quá trình điều trị tốt hơn. Tốt cho đường tiết niệu bởi vì nước gạo lứt gan thì nó sẽ hạn chế việc kết tinh cái tủa là canxi oxalat ở đường tiết niệu, sẽ giúp cho bạn rất nhiều trong việc hạn chế cái tình trạng là bị sỏi hoặc là bị tinh thể kết tinh lắng động ở đường tiết niệu đó gây ảnh hưởng xấu đến cái đường tiêu hóa, cái đường tiết niệu của các bạn. Sẽ tốt cho những người nào muốn giảm cân giữ dáng thì nên sử dụng nước gạo lứt gan cùng với cơm gạo lứt thì sẽ cực kỳ tốt bởi vì nó rất giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp cho bạn tạo cảm giác no nhưng mà bạn không có bị mất sức cũng như bạn sẽ thấy cơ thể của mình nhẹ nhàng hơn. Nói đến đây thì chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua cái tác dụng trên gan, có nghĩa là giúp gan của chúng ta đào thải độc tố một cách tốt hơn từ nước gạo lứt gan và sẽ cực kỳ tốt cho hệ xương của các bạn bởi vì trong gạo lứt thì có hàm lượng canxi, magie và kali cực kỳ tốt cho hệ xương của các bạn khi chúng ta sử dụng và nước gạo lứt gan sẽ mang đến những tác dụng tuyệt vời đó. Nói chung còn rất nhiều những tác dụng trên cái cơ thể của chúng ta từ nước gạo lứt gan và các bạn có thể điểm danh sơ qua một số những tác dụng mà Trang vừa kể trên. Và phần thứ hai là phần các bạn lưu ý quan tâm nhiều nhất đây. Các bạn hỏi rằng nước gạo lứt gan thì có tác dụng trong việc điều trị mụn hay không? Thì những ai đang gặp tình trạng về da mụn thì các bạn rất quan tâm về vấn đề này bởi vì các bạn muốn biết là nước gạo lứt gan khi chúng ta uống và sử dụng như vậy thì có hỗ trợ trong việc điều trị mụn hay không hoặc có trị mụn cho các bạn hay không. Nếu như mụn của các bạn mới hình thành chỉ ít thôi thì nó sẽ trị mụn luôn các bạn nhé. Còn những bạn nào mà mụn nhiều thì sẽ hỗ trợ trong quá trình làm khỏe làn da, kháng khuẩn cho làn da của chúng ta và giúp cho quá trình điều trị mụn của các bạn diễn ra tốt hơn. Như vậy là với video ngày hôm nay các bạn đã biết được uống nước gạo lứt gan còn có tác dụng điều trị mụn. Cho nên đây là một trong những công dụng tuyệt vời mà chúng ta không thể nào bỏ qua được. Có rất nhiều bạn không biết rằng là cái hiệu ích của nước gạo lứt gan nó tuyệt vời đến như vậy. Và ngay từ hôm nay, tại sao một cái loại trà cực kỳ tốt cho sức khỏe như vậy không phải đợi đến lúc chúng ta bị bệnh hoặc là khi chúng ta có mụn trên làn da thì chúng ta mới sử dụng. Nếu như bạn muốn dùng một loại trà tốt cho sức khỏe thì hãy uống nước gạo lứt gan bạn nhé.
Như vậy là với video ngày hôm nay bạn đã hiểu ra vấn đề về việc trị mụn cùng với nước trà nước ren khi chúng ta uống vào người, làm đẹp da, điều trị mụn, thanh lọc cơ thể và tốt cho cái tim mạch và huyết áp của mọi người nữa. Nếu như bạn thấy video Trang chia sẻ ngày hôm nay hay có cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang để bạn nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.